bà con. À, khi mà nhìn thấy mấy cái cổ thành này đó bà con, mình làm cho mình cảm thấy giống như đâu vô trong cái chuyện là thần tiên của thế giới trẻ thơ đó bà con. Coi như cái thế giới thần tiên đó thì nó vào cái thời kỳ Roma rồi La Mã. Đây mấy hàng quán này kia đó bà con, thấy người hầu hết coi như mình thấy đóng cửa nhiều không à, đóng cửa không thấy nó mở cửa mấy, mà trong khi đó khi mà mình về Việt Nam đó mình thấy có chỗ nào nó cũng mở cửa, chỗ nào cũng mở cửa ngoại trừ khi buổi trưa người ta nghỉ ngơi thì đóng cửa, rồi ban đêm khoảng chừng sau 11 giờ đêm bắt đầu người ta đóng cửa cho tới 4-5 giờ sáng rồi người Việt Nam bắt đầu mở cửa lại.